Người lại đồ chó ngu. Nhớ điều này. Hắn không phải như mấy tên yêu quái khác. Tên khỉ này là tổ tiên của nhân loại. Ủa, luận tiện. Xin lỗi mọi người, giờ mới là mở bài của video hôm nay nè. Trong thần thoại Hy Lạp, Prometheus đã tạo ra con người từ đất sét và nước, rồi thổi hồn cho họ. Sau khi tạo ra con người, Prometheus còn đánh cắp lửa từ các vị thần trên đỉnh Olympus và trao cho loài người, giúp họ phát triển và thoát khỏi tình trạng hoang dã. Vị thần tối cao của Hy Lạp đã trừng phạt Prometheus bằng cách xiềng ông vào một ngọn núi, nơi một con đại bàng mỗi ngày đến ăn gan của ông, nhưng gan lại tự phục hồi mỗi đêm, khiến Prometheus phải chịu đựng sự đau đớn vô tận. Trong thần thoại Bắc Âu mà chúng mình đã kể bên kênh thần thoại gần gũi, Odin cùng hai người em đã tạo ra con người từ hai cành cây. Một trong số những câu chuyện nổi tiếng nhất về sự sáng tạo của loài người trong thần thoại Trung Quốc là câu chuyện về nữ oa, một vị nữ thần được coi là tổ mẫu của nhân loại. Theo truyền thuyết, nữ oa đã tạo ra loài người từ đất sét. Bà nhào nặn từng người một và thổi sinh khí vào họ. Ban đầu, nữ oa tạo ra những người thuộc tầng lớp quý tộc và địa chủ từ đất sét chất lượng cao. Tuy nhiên, khi mệt mỏi, bà sử dụng một sợi dây để quất xuống đất và những giọt bùn bắn lên trở thành những người thuộc tầng lớp thấp hơn. Hay trong Kinh Thánh, Chúa Trời đã tạo ra Adam và Eva, những kẻ được gọi là con người đầu tiên. Có thể thấy, điểm chung của các truyền thuyết trên là một mô típ, một nhân vật có sức mạnh phi phàm, họ dùng sức mạnh của mình để tạo ra con người. Và đương nhiên, những câu chuyện đó chỉ là thần thoại của một nhóm người, một dân tộc hay một tín ngưỡng nào đó. Nó không đại diện cho toàn bộ nhân loại. Vì thế, con người tìm đến khoa học, nơi nói có sách, mách có chứng. Bằng hóa thạch, các khảo cổ đã có thể dần tìm ra nguồn gốc của nhân loại. Một chủ đề mà đến thời điểm hiện tại, con người đã có thể biết được rất nhiều về tổ tiên của họ. Thời gian xuất hiện. Các loài linh trưởng là những loài động vật xuất hiện tương đối muộn trong lịch sử trái đất. Hầu hết các loài động vật khác đã phát triển mạnh mẽ và tuyệt chủng từ lâu trước khi các loài khỉ đầu tiên và tổ tiên của chúng xuất hiện. Trái đất có tuổi thọ khoảng 4 tỷ 540 triệu năm và sự sống đầu tiên xuất hiện ít nhất từ 3 tỷ 500 triệu năm trước. Tuy nhiên, phải đến khoảng 50 đến 55 triệu năm trước, các loài linh trưởng đầu tiên mới bắt đầu xuất hiện, tức là 10 đến 15 triệu năm sau khi khủng long tuyệt chủng. Những sinh vật có hình dáng giống linh trưởng đã trải qua quá trình tiến hóa vào cuối kỷ phấn trắng thuộc đại trung sinh, tức là khoảng 65 triệu 500 nghìn năm trước. Và vào thời điểm đó, thế giới rất khác so với ngày nay, các lục địa ở vị trí khác và có hình dạng khá khác biệt. Bắc Mỹ vẫn còn kết nối với châu Âu nhưng không nối liền với Nam Mỹ. Ấn Độ chưa phải là một phần của châu Á nhưng đang di chuyển về phía đó với tốc độ đáng kinh ngạc, gần 20cm mỗi năm. Úc nằm gần Nam Cực, hầu hết các vùng đất đều có khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới ấm áp. Hệ thực vật và động vật vào cuối và sau đại trung sinh có lẽ sẽ trông rất xa lạ đối với chúng ta, bởi hầu hết các loài thực vật và động vật mà chúng ta quen thuộc ngày nay vẫn chưa tiến hóa. Các loài bò sát lớn bắt đầu được thay thế bởi các loài thú có vú, trở thành những loài động vật lớn thống trị trên đất liền. Trong số các loài thú có vú, có một số ít loài đẻ trứng cổ đại, đơn huyệt như tổ tiên của thú mỏ vịt và thú lông nhím. Số lượng lớn hơn là các loài thú có túi giống như thú có túi opossum. Các loài thú có nhau thai ít ỏi, tồn tại vào thời điểm đó chủ yếu là tổ tiên của các loài linh trưởng thuộc nhóm ăn côn trùng Insectivore. Phần lớn các loài thú có vú vào thời kỳ này có kích thước nhỏ, từ kích thước của một con chuột cho đến cỡ trung bình của một con chó nhà. Các loài thú có nhau thai ăn cỏ lớn như gia súc và linh dương đầu bò vẫn chưa xuất hiện, cũng như các đồng cỏ rộng lớn mà sau này sẽ phát triển. Các loài gặm nhấm và chim ăn hạt cũng chưa có mặt, sự bùng nổ lớn của các loài thực vật có hoa vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, các khu rừng với cây lá rộng đã bắt đầu phát triển trên nhiều vùng của trái đất. Linh trưởng cổ đại. Những loài động vật có vú đầu tiên giống linh trưởng, hay còn gọi là tiền linh trưởng, đã tiến hóa từ đầu thế cổ tân Paleocene, từ khoảng 65 triệu 500 nghìn năm đến 55 triệu 800 nghìn năm trước, thuộc kỷ cổ cận và đầu đại tân sinh.
Chúng có kích thước và hình dáng tương tự với sóc và chuột trù cây. Các bằng chứng hóa thạch hiện có, dù rất ít và rời rạc, từ châu Á, châu Âu, Bắc Phi và đặc biệt là Bắc Mỹ, cho thấy rằng chúng thích nghi với lối sống trên cây hoặc môi trường khí hậu ấm áp, ẩm ướt. Có khả năng chúng đã phát triển thị giác tương đối tốt, cùng với các chi được thích nghi để leo trèo trên cây. Những loài động vật có vú giống linh trưởng này thuộc một bộ động vật có vú tên là hình thái, Lesiadaph. Chúng vẫn là những sinh vật còn rất mơ hồ đối với chúng ta. Những loài bán hầu đầu tiên. Sự khởi đầu của kỷ Eocene khoảng 55 triệu 800 nghìn đến 33 triệu 900 nghìn năm trước, trùng với sự xuất hiện của các hình thái sớm của hầu hết các bộ thú có nhau thai mà chúng ta thấy ngày nay. Ngoài ra, vào thời điểm này, các loài thú có nhau thai với cơ thể lớn hơn và bộ não lớn hơn bắt đầu xuất hiện trong các hóa thạch. Điều này có thể là do lượng oxy trong bầu khí quyển của trái đất đã tăng lên gấp đôi khoảng 50 triệu năm trước. Các loài động vật có vú lớn hơn có số lượng mao mạch ít hơn để phân phối oxy đến các tế bào trong cơ thể. Do đó, chúng cần phải hít thở không khí có nồng độ oxy cao hơn. Bộ não đặc biệt đòi hỏi nhiều oxy. Ngoài ra, các loài thú có nhau thai đang mang thai phải truyền một lượng lớn oxy trong máu của chúng cho bào thai. Sự gia tăng oxy trong bầu khí quyển trùng hợp với một giai đoạn ấm lên toàn cầu tương đối đột ngột từ 5 đến 9 độ C, kéo dài ít nhất 200.000 năm vào đầu thế thủy tân Eocene. Điều này cũng có thể là một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tiến hóa nhanh chóng của động vật và thực vật trong thời kỳ này. Nhìn chung, khí hậu của kỷ Eocene ấm hơn đáng kể so với hiện tại. Khi đó, có cá sấu ở Bắc Cực, rừng thông ở Nam Cực và cây cọ hoang mạc ở Bắc Mỹ. Không có băng ở cực, dẫn đến mực nước biển cao hơn khoảng 100 mét so với ngày nay. Trong số các loài linh trưởng mới xuất hiện vào thế thủy tân, có nhiều loài khá giống với các loài bán hầu hiện tại, như vượn cáo, cu ly và có thể là cả cu ly lùn. Thế thủy tân là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất của sự phân hóa thích nghi ở các loài bán hầu, có ít nhất 60 chi khác nhau thuộc về hai họ chính là Adapidae, tương tự như vượn cáo và cu ly, và Omomidae, có thể giống cu ly lùn và khỉ trố. Sự đa dạng của các loài bán hầu trong thế thủy tân gần tăng gấp 4 lần so với ngày nay. Các loài bán hầu trong thời kỳ này cũng phân bố rộng rãi hơn nhiều trên toàn cầu so với hiện tại. Chúng sống ở Bắc Mỹ, châu Âu, châu Phi và châu Á. Trong thời kỳ này, chúng đã đến đảo Madagascar, nơi mà chúng phát triển mạnh mẽ cho đến ngày nay. Sự đa dạng phong phú của các loài bán hầu trong thế thủy tân có thể là do chúng không phải cạnh tranh với các loài khỉ và vượn, vì những loài linh trưởng tiến hóa hơn này vẫn chưa xuất hiện. Vào cuối thế thủy tân, nhiều loài bán hầu đã tuyệt chủng. Điều này có thể liên quan đến sự giảm nhiệt độ và sự xuất hiện của những loài khỉ đầu tiên trong quá trình chuyển tiếp sang kỷ địa chất tiếp theo là thế tiệm tân, khi những loài khỉ hiện đại xuất hiện. Và đó là câu chuyện về những loài linh trưởng và giống linh trưởng đầu tiên. Có lẽ nhiều người sẽ có cảm giác giống mình khi còn bé, được xem movie Doraemon và Hiệp sĩ Rồng, hay mình còn gọi là Cuộc phiêu lưu vào lòng đất ấy. Mình đã rất bất ngờ khi trong phim có đoạn nói tổ tiên của con người chỉ là một loài gặm nhấm giống chuột. Chia sẻ đến đây thôi, nếu các bạn có bình luận gì thì đừng ngần ngại comment ở bên dưới video nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong tập tiếp theo. Bye bye!